Bộ Giáo dục Đào tạo đang lấy ý kiến về phương án thi tuyển lớp 10 trung học phổ thông với 3 bài thi, trong đó có toán, ngữ văn và môn thi thứ 3 là bốc thăm. Phương án này tiếp tục gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Theo em thì nên bốc thăm bởi vì là như thế thì thứ nhất là các bạn sẽ tránh việc học lệch từ đầu năm. Bởi vì nếu như chỉ thi toán văn cộng một môn đấy xác định từ đầu năm rồi thì tất cả những môn còn lại gần như sẽ không được chú tâm vào học. Và đặc biệt là có những bạn thì bốc thăm ngay từ đầu năm thì không đúng sở trường của các bạn ấy ạ, thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn ạ. Em cảm thấy là nên ấn định ạ, sẽ cho chúng em thấy được là an tâm hơn phần nào để có thể ôn luyện từ đầu để chuẩn bị thật tốt để thi. So với trước đây, phương án của Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra lời ý kiến có điểm mới là nếu thống nhất có thể chấm dứt tình trạng mỗi địa phương tổ chức tuyển sinh lớp 10 theo một kiểu. Nhiều giáo viên Hà Nội cho rằng phương án này tránh tình trạng học lệch học tủ các môn. Theo chủ quan của ý kiến của nhà trường thì để tránh cái việc học lệch và để tránh cái việc học lệch và cũng như để học sinh phát triển toàn diện coi trọng tất cả các môn thì cũng nên là bốc thăm môn thi thứ 7. Thế nhưng sớm hơn một chút thì tốt, nó sẽ rơi vào độ sau Tết thì như thế thì nhà trường sẽ có nhiều thời gian ôn tập hơn cho các con. Thời điểm này có Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố cấu trúc, định dạng đề thi lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.